Sự tranh giành thương hiệu Mandela có thể hạ thấp giá trị di sản của người anh hùng. Trong nhiều năm qua, khuôn mặt của một trong những người được kính mến nhất của Nam Phi, nhà lãnh đạo chống phân biệt chủng tộc Nelson Mandela, đã được sử dụng như là một nguồn cảm hứng trong thời trang, đồ trang sức, đồng tiền, huy chương, văn phòng phẩm, dao kéo, đồ lưu niệm, tác phẩm nghệ thuật và nhiều thứ khác. Tất cả đều đã tạo nên cuộc tranh luận về việc sử dụng hình ảnh của ông Mandela. Trận chiến về việc ai là người sở hữu thương hiệu Mandela đang ngày càng gia tăng cường độ khi hai người con gái của vị cựu tổng thống đang cố gắng để đẩy người bạn lâu năm của ông Mandela là ông George Bezos và các cố vấn khác ra khỏi các công ty có kết nối với ông Mandela. Hai người con gái nói rằng ông Bezos và các cộng sự khác đã không phải là do vị cựu tổng thống bổ nhiệm làm các cổ đông lớn hay các giám đốc và họ đã nhờ đến pháp luật để đẩy những người này đi. Nếu yêu cầu này được chấp thuận, thì hai người con gái sẽ là hai giám đốc duy nhất của những công ty đã được thành lập để quản lý tiền thu được từ việc bán hình ảnh của ông Mandela. Các công ty này có giá trị khoảng 1.6 triệu Mỹ kim. Theo một số nhà phân tích, cuộc chiến pháp lý đã nêu ra những quan ngại về sự cần thiết phải bảo vệ hình ảnh của một biểu tượng chống phân biệt chủng tộc để tránh nguy cơ hình ảnh của ông đang bị khai thác. Các nhà phân tích cảnh báo rằng sẽ rất khó để kiểm soát thương hiệu Mandela trong thời kỳ kỹ thuật số.